Rồi chào nó anh em ha. Thì hiện tại mới gói xong cái đóng hàng lò xo cho anh em. Lò xo bên mình có 1.6, 1.8 lò xo sợi carbon. Thì anh em mua rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, đó ăn đóng nè. Qua đây ăn đóng nè. Thì đây mình quay cho anh em coi nhé. Đây là những anh em mà mua 1.6 sử dụng cho cái dòng CD 2019. 1.6 Thì mình sẽ nói rõ hơn cho anh em nè. Là CD của 2019 vừa rồi thì đa số là nó không có choke. Không có choke để điều áp là tầm 100 thì anh em chơi 1.6 nó mới được. Tránh trường hợp nó bị lệch trái lệch phải ha. Lệch trên lệch xuống gọi là đi xoắn ốc đó. Nè. Một thằng ha. Nè, hai thằng ha, cắt 10, còn một sợi là để nguyên cho khách tự về chơi, tự cắt. cơm đấy. Nè nè. Mua thêm hai cái đồng hồ cricket 300, cricket 400. Đó. Bốc cái bất kỳ. Cái này combo. 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 À. Đó, thằng này 1.8 anh em ha. Chơi 635 rất là ok. Hoặc là những dòng 5.5 có choke vẫn chơi được bình thường. Ủa, này em thấy này ná cao su. Đây. Ở đây cái đống này thì đặc biệt là nó chuyên về lò xo thôi, lâu lâu lẫn một hai cái chuyện khác ha, 1.6. Bán thì giá đó, giá nãy giờ gặp đa năng. Đa năng. 1.6 này, anh em thấy không? Bán rất là nhiều anh em. Mình ở đây là tại vì tại sao nó rẻ như vậy, anh em có nhiều người gọi điện tới hỏi là tại sao lại rẻ như vậy. Thì nói thẳng với anh em là bên hàng bên mình tự sản xuất. Hàng tự sản xuất anh em, không có nhập Mỹ, nhập Úc, nhập Nhật gì hết á. Nói thẳng luôn. Anh em họ chơi được về về review và quảng cáo cho người này người kia chơi thì tự nhiên là kênh mình bán hàng được thôi. Bán hàng chân chính, không có lừa gạt anh em. Chứ nhiều ông nói là hàng Mỹ hàng gì đó thì về chơi có được đâu, tầm bậy tầm bạ, không đặt ở đâu về nói hàng Mỹ bán lên 400-500 nghìn đó anh em thấy không. Cắt 10 nè, khách yêu cầu cắt 10 à, còn một sợi 19 để nguyên. Thực tế thì anh em phải cắt khoảng 10.5 hoặc 11 thì cắt xong mình bo đầu nữa nó hao xíu nữa nó mới còn 10 được, nên là sợi còn lại đáng ra một sợi dài 30 cm bán 150 bao ship quá rẻ luôn anh em nha. Có nhiều anh em á là nói là lấy cho em hai sợi, lấy ba sợi hoặc là lấy một sợi nè, một sợi 1.8, một sợi 1.6. Nói rõ với anh em nha, là bán 300 nghìn, không có bán 250 nha. Cái này là sợi 1.6, là sợi này là mình cắt một khúc rồi nên mình bán 250, còn nửa cái đó nè 150, 150 bán quá rẻ rồi anh em nha, không không có bớt sáng gì nữa nha. Đó, ok. Anh em thấy không? Ông này mua hai cái luôn nè, 1.6 mua một lần hai cái luôn. Mỗi lần gửi mỗi lần khó em gửi cho anh hai cái luôn. Mua sợi 1.8 nè, chơi 635 nè, mua thêm đồng hồ cricket 300 400. Nè, 1.6 nè anh em thấy không? Bán rất là dữ nha anh em. Ngày đi bèo cũng phải hai mấy cái. Ngày nào mà mấy khách sỉ lấy là phải lên năm mấy cái đó, những clip trước mình đã nói rồi. Nên là ông nào mà cùng bán lò xo mà hay mua của mình về để nói xấu cái lò xo của mình rồi để tâng bốc cái hàng của họ lên á thì anh em liệu liệu mà coi nhé, liệu liệu mà coi. Những anh em mà mới lên YouTube coi được một hai cái thì phản cảm đó, họ thì họ cãi, họ nói không bóc phốt, họ nói sự thật này kia, nhưng mà một miệng làm sao che trời, một miệng làm sao chơi trời. Mình vẫn bán rất là chạy, bán dữ lắm đó anh em nhìn nha, anh em nhìn nha. Đó anh em nào mà muốn biết sự thật về lò xo thì lên mấy kênh như BCB Nam Định á, ảnh review rồi, kênh giải trí rồi đó, mấy kênh anh giải trí rồi đó, chuyên là sửa cho anh em, chuyên là tư vấn cho anh em đó. Mình bán mấy cái này chả cấm đoán gì hết, gọi thoải mái luôn. Đó, hiện tại thì nó đây mình quơ một ít, mình giới thiệu cho anh em luôn, sẵn đây luôn sợi 1.6 nè,
Mình đây không bóp bẻ gì nữa, hàng rất là chuẩn luôn, hàng rất là chuẩn luôn nha anh em. Rất là chuẩn luôn. Đây là sợi 1.6 nha, ngã màu vàng đồng. Bên cạnh đó mình cũng có sợi 1.8. Sợi 1.8 thì bán đi rất là lâu rồi, tại vì vừa rồi mình mới phát hiện ra là dòng phiên bản 2019 nó không có chu ke, không có chu ke anh em nha. Nên là anh em nào mà cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp bằng số điện thoại ở trên tiêu đề, hoặc là nhắn tin Zalo để lại số điện thoại cũng được. Nhiều khi nhắn tin thấy lâu trả lời, để lại số điện thoại mình vừa thấy phát mình gọi luôn. Đó, hàng bên mình thì nói là những anh em nào mà mới biết kênh mình thì có thể là nó nhân viên 2-3 người nha. Thì anh em có thể là chưa biết, nhưng hàng bên mình là toàn bộ COD đồng kiểm toàn quốc nha. COD đồng kiểm toàn, COD là cái gì? Nhiều khi mấy chú mấy bác chưa hiểu. Có nghĩa là hàng tới nhà thì mở hàng coi đúng như quảng cáo và trả tiền cho người giao hàng, rất là minh bạch rõ ràng. Em cháu này ở đây thì có thể là những chú cũng lớn, những anh cũng lớn thì có thể là xưng con cháu, những anh em nào còn trẻ thì anh em với nhau thì suy nghĩ cho kỹ trước khi mua nhé. Tránh trường hợp mà gửi bữa trước bữa sau đã kêu là thôi đừng gửi nữa thì nhiều khi mình lại kêu là trẻ trâu như thế này kia thì mất vui đó. Hàng mà gửi đi rồi mà kêu đừng gửi nữa thì là hơi bị kỳ á. Có nghĩa là anh em mua thì để lại số điện thoại trên Zalo, hoặc là để số điện thoại trên YouTube, hoặc là gọi trực tiếp cho số điện thoại trên tiêu đề, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em nhé. Rồi ok, anh em nào mới lướt qua thì để lại một like và sub kênh và bấm chuông giùm mình, để những clip tiếp theo mình sẽ anh em có thể đón coi những clip tiếp theo mình đăng nhé. Rồi chào cho anh em, chúc anh em luôn vui và hạnh phúc nhé.